dấu hiệu của tụt huyết áp là gì? Hoàng Sơn xin chào bà con. Có rất là nhiều dấu hiệu khi tụt huyết áp ở những người khác nhau, nên là đây là 11 cái dấu hiệu chúng ta thường gặp nhất ha. Dấu hiệu thứ nhất đó là cảm giác hoa mắt, chóng mặt, hoa mắt, chóng mặt, ù tai. Cảm giác thứ hai là đau đầu. Thì thường đau đầu á, có rất là nhiều nguyên nhân để làm cho chúng ta đau đầu, nhưng mà tụt huyết áp cũng là một những nguyên nhân đó ha. Trường hợp thứ ba là ngất xỉu. Ví dụ giống như chúng ta tự nhiên cảm thấy mệt mỏi và xỉu, và cái điều này khá là nguy hiểm khi mà chúng ta đi ở ngoài đường, nhất là trường hợp lái xe ha. Trường hợp thứ tư là giảm tập trung, khi chúng ta không thể nào làm việc tốt một gì đó hoặc là tôi suy nghĩ vấn đề gì đó. Và thứ năm là mờ mắt. Và mờ mắt thì chúng ta thường thì nó đi đôi với ù tai, nghe không rõ. Và thứ sáu là buồn nôn, mắt ói. Trường hợp thứ bảy là da lạnh, nhợt nhạt, chúng ta cảm thấy lạnh tay lạnh chân đó. Hơi thở chúng ta cảm thấy gấp gáp do chúng ta thiếu oxy ha, nên là chúng ta cảm giác thở nhanh. Trường hợp thứ 8 là mệt mỏi, không có sức sống. Trường hợp này thường là xảy ra vào buổi sáng, chúng ta buổi sáng tức là dậy mà cảm giác rất là mệt mỏi. Trường hợp tiếp theo đó là trầm cảm, giống như những bệnh trầm cảm đó, chúng ta uể oải không muốn làm gì, cảm thấy mình khó chịu, không vui. Và trường hợp thông dụng nhất đó là 11, đó là cảm giác bị khát, giống như cái não bộ chúng ta điều khiển đó là chúng ta cảm thấy khát nước, để khi chúng ta bù nước vào thì huyết áp chúng ta sẽ tăng lên, giống như cơ thể mình thiếu cái gì nó sẽ đòi hỏi cái đó bù lại. Thì huyết áp nó có rất là nhiều cái sự nhận biết, và bên cạnh đó nhiều khi chúng ta lại hiểu lầm giữa những cái bệnh khác về bệnh hạ huyết áp và bệnh tăng huyết áp. Cái điều này rất là nguy hiểm nha. Nhiều khi chúng ta tăng huyết áp mà lại tưởng đau mệt mỏi do hạ huyết áp. Chính vì vậy nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên theo dõi sức khỏe thường xuyên. Còn không thì chúng ta nên có một cái máy đo huyết áp ở nhà. Và đối với những người mà có triệu chứng mà bị tăng huyết áp hoặc bị tụt huyết áp thì chúng ta càng nên theo dõi nữa. Mỗi ngày chúng ta nên đo ha. Tại vì mình chỉ có tốn tiền pin thôi chứ nó không có tốn tiền gì hết. Đây, bà con mình có thể đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để xem thêm các vấn đề về sức khỏe, huyết áp, hạ huyết áp, tiểu đường, tim mạch, những bệnh mà âm thầm giống như là bệnh huyết áp, kẻ giết người thầm lặng. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha. Đăng ký thêm kênh Sức Khỏe 60 Giây để mình có thể xem thêm cái cách lựa chọn thiết bị y tế và sử dụng thiết bị y tế tại nhà thì như thế nào cho nó hiệu quả và khắc phục một số lỗi, chúng ta không cần phải đi sửa chữa ha. Rồi, chào bà con, tạm biệt.